Con đang đi mua gạo, mua đồ gia vị đồ gì. Món quà của cô Diệp. Cô Diệp tặng cho mấy bà. Gạo nè. Cái này 5kg 85.000. 5kg 85.000. Mua mỗi bà về 10 kg. Mỗi bà 1kg là 4 túi. Một túi gì có 5 túi à. Gạo này ngon luôn á cô ơi. Gạo này là gạo này 5kg là 85.000. 85.670. Chị là 10kg 170. Gạo 17.000kg này ngon lắm. Ở trong Bách Hóa Xanh bán nè. Một cái túi này gạo này ngon lắm nè. Hạt nhiễu nó ngon dữ lắm. Hạt này nhiễu ngon dữ lắm cô ơi. Gạo rồi. Giờ cho ông bà, cho bà uống ngũ cốc nè cô, ngũ cốc nè cho người già nè, tăng cường sức khỏe cho người già nè. Bột ngũ cốc là ngon lắm. Để đến đây nè, bột ngũ cốc đắt gì nè, 8.600. Các bà cũng uống cái này luôn cô ơi, uống cái này ngon bổ lắm. Mua dầu ăn cho mấy bà nè cô, 76.000 được 2 lít nè. 2 lít là 76.000. Hai phần quà. Nước tương nè cô, nước tương nè. Nước tương, nước tương đậm đặc mang kia nè, 28.000 nè. Da màu đỏ nè. Nước tương nước tương rồi tới nha. Tới gì nè. Nước tương rồi tới nha. Cái này em đeo dạ trước nha, con dạ bớt nha. Nước mắm, nước mắm này là 25.000. Nước mắm là 25.000. Rồi, đó là bột ngọt nha cô. Bột ngọt cô ơi. Bột ngọt nè, bột ngọt này là 1kg 64.800. Bột ngọt em cũng hay bịch luôn, hỏi còn quà. Cô Út đang đi mua nè, cô Út đang đi mua nè, bột ngọt nè. Tới đường nè cô ơi, 1kg 25.000. Đường gì là đường tinh điện, đường gì trong bọc nè. Tinh điện gì đó. Bởi vì hôm nay sẽ đi cho hai phần quà. Ừ. Rồi muối nè. Muối nè. Muối này 7.000 bịch nè. 1kg muối 7.000. Muối rồi tới gì nữa. Được rồi, đường, muối, nước mắm được gì. Rồi, thêm mì bằng chục nha cô. Mì bằng chục. Chục mỗi cỡ bà, chục gói mì. Bốn. Để con đi lấy gỗ coi đầy. Đầy rồi con Út đi lấy gỗ nữa. Lấy gỗ. Lấy gỗ. Cái này là
gói 4.500 nè, con ướp lá nè. 20 gói, mỗi bà 10 gói. 2, 4, 6. Gạo với cái này này. Tính tiền hết nhưng mà chia ra là hai bọc ha, tại vì cho người ta tính tiền chung nhưng mà chia ra. Hai phần quà. Tính hết. Dầu ăn Kế Linh, nước mắm Nhân Thành, nước tương Ba Ri, mình có xuất qua đời công ty không anh? Đường ăn Khê. Có xuất qua đời công ty không ạ? Không, chút bấm vô cái ứng dụng cho anh rồi. À, tích điểm đúng không ạ? Bột ngọt dây trần. Bột đắt thơ si. Mày cũng chia ra luôn không ạ? Chia ra hai bịch không anh? Một bịch 2 túi. Cạo Vinh Hiển 2 túi, cạo Vinh Hiển, cạo Vinh Hiển 4 túi. Dầu ăn Cái Linh 2 chai, nước mắm Nhân Thành 2 chai, nước tương Ba Ri 2 chai. Bột ngọt Vệ Trình 2 gói. Bột Dash Kachi 2 gói.
14.000. Tổng hết là 1.014.000. Dạ. Cái này 20. 1.020.000. Dạ, bà ngồi đó đi bà, rồi bây giờ bà khui quà nha. Bà khui quà ra. Úp này xuống không? Không, cái đó để cho bà khui quà, bà bỏ vô đó, đang bà mở quà nè. Hôm nay có tình cảm yêu thương của cô Diệp ở bên Mỹ. Dù ở nơi xa, cô Diệp phát tâm từ bi, hạnh tâm từ bi, tâm gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Cô Diệp ở bên Mỹ dẫn thương bà, mua quà cho bà và dành tặng cái số tiền. Con xin trao cái số tiền này là của cô Diệp tặng cô bà Diệp nè. Là 1 triệu đó bà, số tiền 1 triệu nha. Đâu bà cầm xích ra, bà cầm xích ra đây. Dạ con ơi. Rồi cô Diệp ở bên Mỹ tặng cho bà 1 triệu và gia vị. Bà có lời gì bà gửi đến cô Diệp bà nói? Dạ tôi cảm ơn. Tôi là Quỳnh Thị Bé đó. Nay cô Diệp cũng có cái tấm lòng khoan hồng, tấm lòng yêu thương. Tôi cũng cầu chúc cho cô Diệp ở bên Mỹ điều lành đem tới, điều giữ tống đi. Mấy ông đồng có tiền làm gửi về cho tôi ăn. Dạ. Cảm ơn cô Diệp nha. Rồi bà chúc tiền vô cửa trước gì ông? Hả? À? Bà chúc gì ông, tiền vô cửa trước gì đó? Tôi chúc cho cô Diệp tiền vô cửa trước, vàng vô cửa sau, tiền qua cửa sổ liền liền nha. Dạ, hôm nay cô Diệp tặng bà quà, bà vui không? Vui. Vui rồi. Mừng. Nay 85 tuổi rồi, cô Diệp ơi. Dạ. Con chúc cho bà nhiều sức khỏe nha bà. Cảm ơn. Cảm ơn món quà tình thương của cô Diệp ở bên Mỹ tặng quà cho bà. Bây giờ bà mở quà của cô Diệp đi. Bây giờ mở quà, khui quà. Nè, khui quà này nè. Khui quà, cắt dạ. Tiền này vô phải không? Dạ, bà cắt vô đi, bà cắt vô túi bà đi. Bây giờ bà mở quà ra nè. Cô Diệp tặng cho bà nè. Bỏ thao. Dạ, bỏ vô thao đi. Rồi. Sắp tới. Rồi, bà mở đi cho bà vui với cô Diệp nha. Dạ. Cô Diệp thương bà. Mở giùm coi, cứng quá. Cứng quá hả? Lấy dao rọc. Sao đâu dao có đâu? Dao rồi. Dao đây nè. Có cái kéo này cắt được không? Cắt. Đây. Đây bà cầm cái quai đó con. Đó. Trong đây nữa, trong đây cục cứng luôn nè. Đâu bà cầm xích lên. Để con xíu nha. Rồi đó. Cái này nữa để con một cái này ra. Lật ra cầm nó cái này ra. Rồi bà khui đi bà khui. Lấy đi. Ra hả? Dạ lấy ra đi. Cái đó là à. Đó bà để vô thao đi nha. Gạo nè, gạo ngon lắm á. Gạo ngon à. Đó. Cảm ơn cô Diệp nhiều lắm. Bà khui quà nè. Bà khui bỏ vô thao đi cho nó sạch. Bà khui bỏ vô thao đi đó. Dầu ăn nè, nước mắm nè. Mì nè. Mì nè, mì cả chục gói luôn đó. Đó bà bỏ vô thao đi. Bà bỏ vô thao đi nha bà. Mì chục gói đó bà. Cái đó nước tương. Ngũ cốc đó bà ơi, có ngũ cốc này bà pha nước bà uống. Ngon quá. Ngon không bà? Ngon. Dạ. Bà đang khui quà của cô Diệp nè cô ơi, bột ngọt đó bà ơi, bột ngọt ngon luôn cô Diệp ơi. Dạ. Cô Diệp chia sẻ yêu thương với bà đó bà ơi. Môi chỉ đặt rồi. Cái đó đường đó bà, đường á. Đường. Dạ. Cái đó đường á. Nhìn muối iốt. Dạ, muối iốt luôn. Dạ hết rồi. Rồi nguyên cả thao luôn bà, ăn đã luôn cô Diệp đã ơi. Ăn đã luôn. Với được số tiền 1 triệu luôn, nữa. Tết Tết luôn. Được cái số tiền 1 triệu nữa. Yeah. Im quá. 1 triệu nữa. Dạ. Thì ăn sáng tiền này 1 triệu ăn sáng. Dạ. Rồi uống cà phê. 85 tuổi rồi này ốm. Ốm hả bà? Rồi sức khỏe ăn sao bà nói cho cô Diệp nghe đi. Sức khỏe bà làm sao, bà thấy ổn, có mệt mỏi gì không? Mới đi khám đa khoa mới về. Dạ. Tim. Bệnh tim. Tim, mệt tim. Dạ. Rồi thần kinh lên sườn hết mấy triệu bạc. Ồ vậy hả bà? Thần kinh lên sườn đó hả? Rồi tối bà ngủ được không? Được. Có thuốc ngủ, bà có bán thuốc ngủ. Dạ.
Cảm ơn cô Diệp nhiều lắm nghe. Ở bên Mỹ lâu lâu về nhớ tôi. Cô Diệp thương nhớ bà, cô Diệp thương bà, bởi vì cô Diệp quay trở về dành quà cho bà nè. Trời đất ơi, cô Diệp nhớ. Dạ, bởi vì mới quay về với bà đó. Nhớ. Rồi cảm tạ món quà tình thương của cô Diệp. Cô Diệp ơi, chúc cô Diệp muôn đời bình an, đời đời cô sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Cô ở nơi xa, cô làm ăn có lộc có tài, cô chia sẻ nhiều cái cảnh đời hơn. Và cô thương cho bà nè, ngày hôm nay cô tặng quá trời nguyên một thao này luôn. Còn có cái ngũ cốc này nè, bà pha bà uống luôn bà ơi. Đó, uống. Dạ. Ngon. Ngon lắm á bà ơi. Ngon. Trời ơi, có gạo đồ gì nè, bịch bịch đồ gì đầy đủ hết. Đầy đủ. Ngon quá chừng luôn. Cảm ơn cô Diệp dữ lắm hay chưa? Dạ, bà vui phải không bà? Vui. Vui. Ráng sống trường thọ. Được 100 tuổi thì đặng cô Diệp bên Mỹ gửi tiền về nhờ những cái món quà về. Tôi rất cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Ăn đã luôn bà ha. Có mấy món quà này vui quá vui, bà ha. Vui mừng. Rồi cảm tạ quà của cô Diệp rất là nhiều. Con chúc cho bà nhiều sức khỏe, muôn đời bình an nha. Bà có 1 triệu đó bà để dành bà ăn sáng, bà uống cà phê, bà thích cái gì bà mua. Dạ. Rồi, bà bye bye với con đi, bà bye bye với con bye, nè. Bye 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 bye. Dạ, nếu có món quà nữa con đến với bà nha. Nam mô Di Đà Phật. Cô Diệp ở bên Mỹ, cô Diệp quay trở về thương bà lắm cô Diệp á. Dạ. Cô Diệp tặng quà cho bà, gia vị gạo đồ gì con mua con còn bọc ở đây rồi, chút nữa bà sẽ khui ra. Dạ. Bây giờ con Út sẽ trao món quà số tiền 1 triệu của cô Diệp bên Mỹ. Bà có gửi lời gì đến cô Diệp, bà nói đi. Cô Diệp à? Dạ, cô Diệp bên Mỹ. Cô Diệp bên Mỹ, tôi gửi lời về cầu chúc cho cô được sức khỏe, dồi dào sức khỏe. Sống với sự hạ quan mười phương chư Phật, ba ngôi tam bảo. Mua Phật. Gì nữa. Hôm nay cô Diệp ở bên Mỹ tặng quà bà vui không? Hôm nay cô Diệp ở bên Mỹ tặng quà, tôi vui, vui lắm, mừng lắm. Cô dạ? Diệp, cô mừng lắm. Bà tên gì, nhiêu tuổi bà nói đi. Là Dương Thị Mỹ, 87 tuổi. Dạ. Sức khỏe bà sao? Con thấy bà rồi sao bữa nay là khỏe lắm rồi phải không? Sức khỏe khỏe lắm. Bữa nay con thấy bà khỏe lắm rồi đó. Đi sáng đêm đi lượm da chai. Đi lượm da chai sáng đêm luôn hả? Đi lượm da chai gì bán là có tiền uống cà phê đi. Vậy hả? Dạ. Dạ. Lượm da chai sáng đêm bán uống cà phê. Cảm tạ món quà tình thương của cô Diệp rất nhiều. Ăn món quà bà cô tình thương của cô Diệp. Con, bà khui quà ra đi nha. Dạ, cái đó là gạo đó bà. Để dạ, gạo này 10 kg. Gạo này 10 kg đó bà. Bà cũng dạ. Đó, gạo ngon lắm bà ơi. Gạo ngon quá. Dạ. Rồi. Trời ơi, cô Diệp bà cho tôi về tôi mừng lắm đó tôi ăn. Rồi, gạo xong rồi đó, 10 kg đó nha bà. Dạ. Gạo này 10 kg. Rồi, bây giờ bà tới khui cái này bỏ vô gỗ đi. Mì gói đó 10 gói. Dạ, bà chắc vô đi nha bà. Thôi được rồi. Phải có cái bàn đây. Thôi chạy đi. Này. Dạ. Dạ. Nước mắm đó bà ơi. Ấy lên cái trò này. Thôi không có gì đâu. Được rồi, được rồi. Dạ, à. Cái này dầu ăn đó bà, dầu ăn 2 lít. Nước tương nữa nè. Nước tương nữa đó bà ơi. Ngũ cốc. Dạ, ngũ cốc đó. Bà chắc đi, chắc vô gỗ đi. Bà bỏ vô gỗ nè. Ngũ cốc này thì bà pha vô uống khỏe luôn bà. Không, tôi mua vô uống không? Vậy hả? Bột ngọt đó bà, bột ngọt đó. Bột ngọt nè, đó. Muối đó bà ơi. Quá chừng rồi, bữa nay bà nhận quà quá chừng luôn à. Đường, cái đó bịch đường đó bà. Cái này bịch đường nè. Đó. Ừ, quá chừng cả gỗ luôn cô Diệp ơi. Bữa nay cô Diệp cho bà cả gỗ luôn nè. Gạo này cả 10 kg gạo ngon nè bà ơi, gạo này gạo ngon nè. Đó, 1 túi gì 5 kg. 1 túi 5 kg, 2 túi 10 kg.
như vậy. Cậu đi có mình hả? Dạ. Nếu có một điều ước mơ bà lớn tuổi rồi, bà ước cái gì không? Ước mạnh dỗ khỏe thôi, nhưng ước gì giờ? Nghĩa, ước mạnh dỗ khỏe thôi hả? Mà bữa nay con lại con thấy bà tươi tắn quá à. Thiệt là bữa nay con thấy bà là tươi tắn lắm luôn á. Đi dữ lắm. Vậy à? Không dám nằm sợ dẹp luôn á. Giống như nằm sợ mình mệt rồi nghĩa hả ba ha? Nên bà đi giống như là tập thể dục vậy đó. Bây giờ là 3 giờ là đi rồi đó. Dạ, dạ. 3 giờ sáng là đi hả? Đi lên đi xuống gì giờ trước cửa nhà. Dạ. Rồi đi coi có ai có chai, ai có bỏ cái gì bà lụm hả? Lụm. Dạ. Bỏ gì nguyên cả gỗ luôn rồi, quá chừng rồi. Ngày hôm nay bà khui quà của cô ra nè, cô Diệp. Khui quà của cô ra nè. Có gì? Khui quà ra nè. Có gì á? Đâu? Nè. Con nói chuyện gì bà có nghe không? Nghe chứ. Nghe lớn hay nghe nhỏ? Nghe nhỏ. Nghe nhỏ thôi hả? Nó hơi lẫn tay. Nghe hơi lẫn tay hả? Có chưa? Bà đi lụm dây chai gì được nhiều không? Nhiều chai không? Trời ơi, lụm 3-4 ngày bán được vài chục, 20-30 ngàn. Cũng phải đi. Dạ. Chứ mình nằm nhà mình chịu đâu có nổi đâu. Dạ. Khuya là đi rồi à. Chứ bà nằm bà chịu không nổi. Dạ. Bà có 1 triệu này bà sẽ mua cái gì ăn ngon nè? Hả? Bà có 1 triệu này bà mua cái gì ăn ngon? Bà tối đi dành đó. Dạ. Giờ đầy đủ hết rồi, đâu có thiếu gì nữa đâu mua. Dạ. Trời ơi, cô Diệp ơi, cô cho nè, cô thương, cô tặng quà cho bà. Bà có đầy đủ hết luôn rồi bà ơi. Gạo nè, nước mắm, rồi nước tương, dầu ăn, rồi muối, đường, bột ngọt, tùm lum hết rồi nè, mì nữa nè. Rồi ngũ cốc nè bà ơi, con thấy cái ngũ cốc này nè. Bà, con nghe bà nói bà cũng có uống cái này hả? Mua để dành nhà uống. Dạ. Một ngày bà uống mấy gói? 2 gói. Một ngày 2 gói hả? Đâu con coi coi. 50 mấy ngàn à? Không, cái này con mua 60 mấy ngàn á. 66.800 cái gì? Cái này ít hơn. Dạ. Cái loại này kìa, bà mua có cái hiệu người già nè không? Không. Không hả? Có cái này thôi. Bà không có hiệu người già, chắc cái đó là rẻ tiền hơn á. Ừ. Còn cái này có cái hình người già nè bà. Cái hình nè, gia đình luôn nè. Này uống có nội trên, những cái này không có. Gì hả dạ? Cái này con coi được mấy chục gói. Nó để in ngoài sau thôi. Đây. Một bịch được 20 gói nha bà ơi. Một bịch được 20 gói. Bộ uống được 10 ngày. Uống ngày 2 gói. Dạ, ngày 2 gói. 20 gói bộ uống được 10 ngày. Nếu mà cái này hết đó bà lấy tiền nè, bà mua nữa. Đi mua nó uống. Dạ, mua uống tăng cường sức khỏe bà ơi. Ừ. Lớn tuổi rồi bà mua đồ bà ăn bà uống vô đi cho có khỏe. Mà bữa nay con lại con thấy bà tươi tắn lắm luôn á, thần sắc của bà tươi tắn lắm. Có bài thơ gì không? Bà có câu thơ, câu gu gì không? Giống hồi đó đó. Hồi đó bà gu đó. Hả? Bà gu cho bà câu gu á. Gu kỳ kỳ á. Đâu có kỳ đâu. Với dầu còn dán đóng đinh gì đó. Thôi. Hồi lúc đó con nghe bà đọc mấy bài thơ nữa. Không có thơ đâu. Thôi đọc đi, đọc không. Cho cô nghe nè. Hả? Bà đọc đi. Đọc cái gì giờ? Bà đọc cái gì với dầu còn dán đóng đinh gì đó. Ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu ra lắc bảo, cầu kình có đi. Con đi, con ra, mẹ đi, mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Dạ, con nhớ bà đọc cái gì năm xưa đó, anh đi anh nhớ quê, nhớ nhà gì đó, nhớ tình em gì đó. Đèn đầu cao bằng đèn ông thượng, nghĩa nào trượng bằng nghĩa phu thê. Anh đi lạc sở xa tề, anh đi năm giang bãi biển, anh cũng trở về trăm em. Dạ, đó rồi. Mấy bài thơ hay hay không? Bà đọc mấy bài thơ hay hay không đó, bởi vì con lại đây là con thích nghe bà đọc nữa đó. Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc, đất Trầu Dốc bằng đất năm giang. Anh đi là cửa hai hàng, anh đi ra sở đời năm giang. Đèn nào cao cho bằng đèn ông thường, nghĩa nào triệu bằng nghĩa phu thê. Anh đi lập sở xa tề, anh đi năm giang bờ biển cũng trở về thăm em. Đèn đào cao bằng đèn ông chánh, bánh nào trắng bằng bánh bò bông. Anh đi nhân kiếp mượn hồng, anh đi năm giang trở về năm gì sao quên lâu quá quên nè. Dạ, nhiều câu thơ hay quá bà nha.
ơi, đừng đánh con hoài, để con câu ca nấu canh xài má ăn. Má ơi, đừng đánh con đau, để con hát đọc có bắt ốc hay đâu mà nhờ. Thôi bà đọc mấy cái này mấy cô ở nơi xa mấy cô xúc động luôn á. Chứ bây giờ cô ở bên Mỹ mà bây giờ bà đọc mấy cái câu này là ở bên cô cũng nghe vậy. Nhưng mà bà đọc lại vậy nè mấy cô cũng nhớ về quê nhà. Bây giờ tự nhiên cho quà bà đọc lại mấy câu này là cô nhớ lắm á. Cô xúc động luôn đó. Chứ bây giờ được nghe cái mấy cái câu gu này nè. Của tình mẹ đó, chỉ có mẹ gu con rồi gì thôi. Bà còn cái bài gu nào nữa không? Gió mùa thu không? Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ năm canh. Thôi gì? Rồi con cũng đến đây con trao món quà của cô Diệp. Cô Diệp ơi, con đến thì bà cũng rất là khỏe. Thì con chúc cho cô Diệp nhiều bình an, nhiều sức khỏe. Đời đời cô Diệp sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Chúc cho cô được xưng đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tấm tam tai, đông toàn đa phước. Chúc cho cô làm ăn ở nơi xa có lộc có tài, để cô có cái đồng ngăn cô chia sẻ về những cảnh lớn tuổi trong cuộc sống này, được cô chia sẻ yêu thương. Cô Diệp ơi, thì con đến nơi đây con trao 1 triệu với cái mấy những cái vật phẩm này mà cô tặng cho bà nè. Bà hôm nay cũng khỏe lắm cô ơi. Bà hôm nay khỏe lắm, sức khỏe của bà tươi tắn lắm. Được 1 triệu cô trao cũng có tiền mua cà phê, mua đồ ăn, thức uống. Rồi con xin cảm tạ quà tình thương của cô Diệp ở tại bên Mỹ gửi quà về cho bà. Bà ơi, con cũng chúc bà nhiều sức khỏe, bà khỏe mạnh, bà sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nếu mà có món quà tiếp theo thì con đến con trao tặng cho bà nữa nha. Hôm nay con đến đây cùng với món quà của cô Diệp tặng bà vui không? Vui lắm. Dạ. Mừng lắm mà cô Diệp ơi. Dạ. Rồi con chào bà nha. Bà bye bye với con đi. Rồi. Dạ.